Hello, xin chào mọi người nha, mọi người có khỏe không? Hôm nay mình đi máy vào vào mọi người. Đây là bụi trừng. Máy đây. Đây là cái vườn của mình mọi người. Mình sẽ khám phá cái vườn này. Hồi xưa ông bà để lại nhiều kho báu lắm mà sao? Để cho con cháu nó hưởng. Bây giờ, tổ tiên để lại nhiều của cải lắm, bây giờ con cháu phải tự đi tím mà bươn lên đào, không biết tổ tiên nó phù hộ cho không biết. Mới giờ đầu tiên mà nghe cái âm thanh này là biết là sắt rồi nhôm mọi người ơi. Đây này. Một miếng nhôm. Có thể vỏ của một sửa đây không biết là cái vỏ của cái gì. Đây là một miếng nhôm. Quất nó thôi, không biết là cái gì. Đồ ngon, đồ ngon. Vỏ nhôm mọi người, đây mọi người, số 65. Đây là kim loại màu. Cái khúc này đúng rồi, nó nhọn mọi người, ăn sâu.
trời hắc quỷ thần. Thằng nào uống bia bò, thằng nào uống mà hút dục đây trời. Một cái nắp bò hút cay. Là vườn mình này mọi người. 58. Gì đây? Một vỏ đạn mọi người. Tiếp tục. Này gì trời, cái này là miếng nhôm, này nhỏ nhôm nhiều ghê luôn á. Ngấy à. Bình châu ơi. Tàn tích. Hồng bia. Số 70 nè. Quất luôn. Đúng rồi trời cho. Mà trả cái trò chơi. Đúng rồi. Mày biết cái này là gì? Cái này là dùng để cái này là cái nắp nồi á mọi người, mấy cái nồi xưa. Mấy cái nồi nền nhôm hồi xưa, nồi to to. Kẹp này này. Nhắc cái nồi lên này. Cái quai nồi. Đúng rồi trò chơi mà. Đúng rồi trời cho mà. Thì chắc là trò chơi, đào lên không có gì. Năm này. Nhớ nhôm mọi người ơi. Chả tìm được cái gì.